đi săn thì thôi, đi săn đi, nghỉ đi. Vấn phạm, càng đánh càng thua đó. Chả hiểu ghép tim kiểu gì toàn cho gặp cái bọn này. Có đánh cũng không đánh được nữa. Livestream Facebook nó chỉ cho mất 12 tiếng thôi. Nó chuẩn bị ngắt rồi. Bực quá, nghĩ lại bực luôn. Nó thề chơi game xàm vãi kiểu cứt. Đỗ Thể đi Xuân đơn. Đình, từ hôm qua hơn 100 trận rồi. Nà nị ý ý ý. Ghép team toàn vào mấy cái thằng dở hơi đất thỡi này ở đâu ấy. Hiểu kiểu gì ghép team cho em mây toàn gặp bọn này. Nghỉ thôi Vũ mọi người Kỳ, ơi. nghĩ đi tối like tiếp. Có muốn like nữa cũng không được. Livestream chuẩn bị ngắt rồi. Có 12 tiếng là nó tự động ngắt thôi. Lại chơi dở chơi giang rồi nó lại ngắt livestream. Thôi nghỉ mọi người ơi. Một ngày thất bại vãi lìn. Gặp toàn bọn súc vật. Bực vãi thể đi đơn nhá. Đi đơn từ tối. Gặp toàn gặp hai trận à. Hai trận gặp cái thằng thằng đầu đất phá game. Xong lại một trận sau gặp cái thằng khác nữa. Tề thần kinh mất thôi ấy. Bùi Quang Đạt, quầy chị Vân Lai 12 tiếng à? Gặp toàn cái bọn mẹ nó bực ơi là bực, thể chơi game ức chế chịu được gặp toàn cái bọn gì đâu không à. Chơi cả tối gặp toàn cái bọn trên trời rơi xuống đất. Đánh bực mình vậy. Trịnh Hoàng Hiệp, bình tĩnh chị ơi. Này hình như là trận bị AFK Quan Nhiên, này. mệt rồi. Thể ức chế chịu được. Thôi nghỉ chim nhé mọi người ơi. Tối leo tiếp. Trần Quang Hoàng, ngủ thôi cậu tối tớ vô gánh lên không can cam on rau nghe không quen. Alo. Thành ca ca, không tắt like nha. Từ để vào chơi với G-Way lên đã cho đỡ bụng mình. Hoàng Hiệp, 12 giờ rồi tắt like nha chị.